Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết các cơ quan chức năng đã xác định danh tính hai phi công tham gia bay và tử nạn gồm Trung tá Khuất Mạnh Trí, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng của Trung đoàn 921, Thượng tá Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm bay của Trung đoàn 921. Khoảng 12 giờ trưa nay ngày 26 tháng 7, chiếc máy bay quân sự Su-22 đang thực hiện việc bay huấn luyện và chiến đấu thì gặp nạn. Khi máy bay qua khu vực Làng Dừa, xã Nghĩa Yên, Nghĩa Đàn, Nghệ An thì bất ngờ rơi xuống quả đồi gần khu vực dân cư. Sau 2 ngày bị cô lập trên ngọn đồi ở tỉnh Áp Ta Bư, Lào do đập thủy điện Sebian, Senamo bị vỡ, tất cả 24 công nhân cùng hai trẻ nhỏ của công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nông nghiệp một thành viên Đại Thắng thuộc tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã được trực thăng đưa ra ngoài khu vực an toàn. Dù quá trình giải cứu chậm hơn so với dự kiến do thời tiết xấu, nhưng cuối cùng mọi việc đã thành công. Trực thăng từ thủ đô Viên Chăn bay chặng đường gần 900 km để đến nông trường có công nhân mắc kẹt. Việc cứu hộ phải chia làm nhiều đợt mới hoàn tất. Nông trường này được thành lập 2 năm do đặc thù công việc. Các công nhân thường phải làm việc và trở về đỉnh đồi cùng nhau, nên khi nước tràn về, không ai bị mắc kẹt phía dưới. Hiện các công nhân được chăm sóc y tế, ngày mai họ sẽ được đưa về quê nhà ở Việt Nam. Ngày 26 tháng 7, Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố bắt tạm giam đối với Thạch Sà Khê, 35 tuổi, ở xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi về hành vi giết người. Đại diện cơ quan công an cho biết đang hoàn tất hồ sơ đưa Khê đi giám định tâm thần để xử lý theo quy định. Quá trình giám định tâm thần có thể kéo dài 1 tháng. Theo chính quyền xã Hưng Hội, khoảng 7 năm trước, Khê bị phát hiện tâm thần nên gia đình vợ ở Trà Vinh trả anh ta về cho mẹ ruột. Khi mẹ mất, Khê đi nhiều nơi, lâu lâu mới về nhà. Trưa ngày 24 tháng 7, Khê đến tiệm tạp hóa gần nhà mua bia nhưng không ai bán. Gã sau đó về nhà đập phá đồ đạc rồi vác dao đi chém hàng loạt người. Vào khoảng 9 giờ sáng nay, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 51C58734 kéo theo rơ móc mang biển kiểm soát 51R06342 lưu thông trên quốc lộ 1A hướng đi từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây. Lúc này xe đầu kéo mở đèn tín hiệu để sang đường, quay đầu về hướng ngược lại. Đúng lúc này xe ô tô tải mang biển kiểm soát 61C01343 đang lưu thông theo hướng từ miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ va chạm mạnh khiến xe tải lật ngang đè lên một xe bán bánh mì ven đường. Người phụ nữ bán bánh mì kịp thời bỏ chạy thoát chết trong gang tấc. Hai người đi trên xe tải bị xây xát nhẹ, hai phương tiện bị hư hỏng sau tai nạn. Nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông công an huyện Châu Thành kịp thời có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ông Nguyễn Văn Phương, xã Thanh Mỹ, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, lên vườn trồng cà na Thái được 2 năm. Hiện vườn nhà ông có khoảng 80 gốc cà na Thái đang cho trái. Mỗi ngày, ông Phương có thể thu hoạch từ 10 đến vài chục ký cà na. Sắp tới, ông Phương dự định mở rộng ra thêm 500 gốc cà na Thái mới. Cách đó không xa là nhà anh Nguyễn Văn Lượm có khoảng gần 50 gốc cà na Thái đặt mua từ huyện Châu Thành cách đây 2 năm. Ngoài bán trái, anh cũng nhận bán nhánh cà na Thái làm giống. Sắp tới, anh dự định mở rộng ra thêm khoảng 200 gốc cà na Thái mới, mặc dù không hề biết đầu ra trong tương lai của cây cà na sẽ thế nào. Vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 22 tháng 7 tại một quán nước nằm cạnh quốc lộ 1A. Nạn nhân là bà Quách Thị Kim Thoa, 52 tuổi, may mắn thoát chết nhưng bị thương trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết chém trên đầu, vai và tay. Sau khi chém nhiều nhát, tưởng nạn nhân đã chết, hung thủ kéo nạn nhân ra phía sau nhà rồi lấy đi một chiếc xe máy, hai vòng vàng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt được nghi can Lê Văn Hòa, 24 tuổi, trú xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, thu giữ một xe máy cùng hai chiếc vòng vàng trên người nghi can. Hòa cho biết thấy nạn nhân đeo vàng nên đã lần la làm quen rồi xin ngủ nhờ ngoài sân nhiều đêm để chờ cơ hội. Vào hôm gây án, khi thấy nạn nhân đi ăn cưới về có đeo vàng, Hòa đã dùng dao chặt dừa để ra tay. Được biết hung thủ từng có thời gian tham gia công tác dân quân xã nhưng do vi phạm kỷ luật nên đã bị cho thôi việc. Hung thủ sống lang thang và thường xuyên sử dụng cỏ Mỹ, một loại ma túy. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy vào rạng sáng ngày 23 tháng 7, hai thanh niên chở nhau trên xe máy chạy đến trước nhà số 50 ấp Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân thì dừng lại lấy đồ nghề trong cốp xe, mở cổng căn nhà rồi đi vào trong điều khiển chiếc ô tô 5 chỗ hiệu Venza biển số 51F84576 giá 1,7 tỷ đồng rồi tẩu thoát. Theo con trai nạn nhân, thời điểm xảy ra vụ mất trộm, cha mẹ anh đi công tác nước ngoài, trong nhà chỉ có anh cùng vợ và con nhỏ 2 tuổi đang ngủ ở lầu 2. Quý vị đang theo dõi tình huống vừa xảy ra vào hôm qua tại Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Trong lúc lưu thông trên đường,
thì người đàn ông trung niên chạy xe máy cành một xe tải mang biển số 29C39786 bất ngờ gặp phải một xe máy khác cắt ngang mặt rất ẩu. Hốt hoảng thắng gấp, nạn nhân té vào bánh xe tải nhưng may mắn giữ được mạng sống. Vào hôm nay, công an xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy xe tang khi đang lưu thông trên quốc lộ 48E. Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng, chiếc xe tang đang lưu thông đến khu vực trên thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Hốt hoảng, tài xế và những người ngồi trên xe đã kịp thời thoát ra ngoài và tìm cách dập lửa nhưng toàn bộ chiếc xe đã bị thiêu rụi. Có việc ra ngoài khi hai con đang ngủ, chị Nguyễn Thị Thu khóa trái cửa rồi đi, bất ngờ lại xảy ra hỏa hoạn trong khu vực. Khi đám cháy lan sang khu vực chợ gạo và bùng phát dữ dội, nhiều người dân đang nỗ lực dập lửa thì nghe tiếng kêu cứu la hét thất thanh của hai trẻ nhỏ. Ông Thái Đình Cảnh là người phát hiện và trực tiếp giải cứu hai cháu bé. Khi phát hiện những tiếng kêu cứu của trẻ nhỏ, ông cùng mọi người chạy đến tiếp cận tìm cách phá khóa khi ngọn lửa đã áp sát ngôi nhà. Trong một khoảng thời gian ngắn, mọi người đập được ổ khóa và vào nhà bế hai cháu bé ra ngoài. Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2018, Đông được một người bác ruột tên Giang đang sinh sống ở Trung Quốc đặt vấn đề tìm kiếm phụ nữ đem bán cho đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ. Mỗi trường hợp bán trót lọt, bà Giang sẽ trả cho Đông từ 20 đến 25 triệu đồng. Sau đó, Đông rủ Dũng cùng tham gia và hứa sẽ chia đôi nguồn lợi nhuận. Vì đang thiếu nhiều tiền nên Dũng đồng ý. Thông qua mạng xã hội Facebook, Dũng làm quen với ba cô gái ở tỉnh Đắk Lắk và một cô gái ở thành phố Cần Thơ, rồi hứa hẹn ngon ngọt sẽ nhận các cô gái này về trông coi cửa hàng điện thoại cho Dũng ở tỉnh Đắk Nông với mức lương hậu hĩnh từ 9 đến 10 triệu đồng một tháng. Khi bốn cô gái này đồng ý, thì Dũng và Đông đã lên kế hoạch dụ dỗ các cô gái đi cùng ra tỉnh Lạng Sơn để mua các mặt hàng điện thoại. Sau khi đến nơi, Đông đã liên hệ và bán bốn cô gái cho bà Giang đưa sang Trung Quốc với tổng số tiền là 65 triệu đồng. Đến nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Cục C-45 Bộ Công an đã giải cứu được hai cô gái ở tỉnh Đắk Lắk. Hiện vụ việc đang được các đơn vị phối hợp điều tra mở rộng. Vai của nghệ sĩ Kim Phương là chủ gánh hát Thiên Lý, người có tình yêu lớn với cải lương. Bà được ví như linh hồn của đoàn, hết lòng chèo chống gánh hát qua nhiều biến động. Kim Phương là một trong những gương mặt tên tuổi của làng cải lương thập niên 1970 và 1980. Bà từng là đào chính của một số đoàn bên cạnh những nghệ sĩ nổi tiếng như Thanh Sang, Bạch Tuyết. Về sau, bà tham gia một số phim truyền hình như Cổng Mặt Trời, Lỗi Tại Tôi. Ngoài Kim Phương, nghệ sĩ cải lương Hữu Quốc cũng góp mặt trong phim với vai Khánh Linh, kép lão trong đoàn. Song Lan là dự án của đơn vị Ngô Thanh Vân được thực hiện nhân kỷ niệm 100 năm bộ môn cải lương ra đời. Phim lấy bối cảnh Sài Gòn thập niên 1980, xoay quanh mối quan hệ thân thiết và phức tạp giữa kép hát Linh Phụng, Isaac đóng và Dũng Thiên Lôi, Thiên Bệnh Phát đóng, bạn thân của anh. Tác phẩm dự kiến chiếu ngày 17 tháng 8. Sau vụ sạt lở kinh hoàng, ông Trần Văn Tài, ngụ phường 2, thành phố Bạc Liêu vẫn chưa hết bàng hoàng. Trong lúc cả nhà đang say giấc, ông nghe thấy những tiếng động lạ liền đánh thức con dậy, nhanh chóng dọn đồ ra ngoài. Chỉ chớp mắt sau đó, nửa căn nhà của ông đã đổ sụp xuống sông. Vụ sạt lở khiến cuộc sống gia đình đảo lộn hoàn toàn. Nhưng nỗi lo đó vẫn kéo dài, bởi khu nhà ông sinh sống nằm sát bên con kênh nước chảy xiết. Trời chuyển mưa có 2 giờ mấy vậy? Con tôi nó kêu là cái nhà nó chuyển là tôi dời đồ vô. Dời vừa dời hết thì nó xuống sông một cái ầm. Gia đình tôi cũng khó khăn. Chính quyền hỗ trợ cho tôi chút đỉnh phần nào. Tại Bạc Liêu, thị xã Giá Rai có nhiều điểm sạt lở, chủ yếu là ở các cụm dân cư nằm ở phía hạ lưu các cống ngăn mặn có lưu lượng dòng chảy lớn như cống Nọc Nạn, cống Cây Gừa, cống Giá Rai. Hầu như năm nào, những khu vực này cũng xảy ra sạt lở gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản, cũng như ảnh hưởng đến sinh kế của người dân. Gần đây nhất là vụ sạt lở làm sụp nền hư hại 16 căn nhà, trong đó có 4 căn bị sụp hoàn toàn. Theo người dân, các vụ sạt lở thường xảy ra vào lúc thủy triều xuống thấp nhất. Khi thủy triều xuống, các cống ngăn mặn xả nước cuốn theo một lượng đất bồi lắng đáng kể, làm cho các móng nhà của bà con yếu dần và bị sụp. Mặt khác, một phần nguyên nhân là do khi thi công cầu hậu phòng, đơn vị thi công nén cọc làm móng cầu đã làm rung chuyển nền nhà, nứt tường những căn nhà nằm liền kề với công trình. Mặc dù đã có sự vào cuộc khắc phục, nhưng không lâu sau đó, tình trạng rạn nứt lại xảy ra.
Làm cầu này nó mới sập nè, nó mới sụp xuống nè, chứ lúc trước đâu có gì đâu, cắt nhà 11 năm rồi. Năm nay là 11 năm đúng luôn rồi đó, nhà nó cắt cũng 200 mấy. Rồi nó làm cầu vừa xong là không bao lâu là nó nứt rồi, nó nứt trước. Rồi mấy ổng có hỗ trợ được 10 triệu, 10 triệu là tiền gặn nứt á. Gặn nứt nhà cho mình sửa lại đó, thì ổng vừa rút đi có mấy tháng là bắt đầu nhà sập luôn. Đá nó rớt xuống sèn sèn ngực thiết nó làm gỗn, rồi đâm đầu cái tôi nói không được rồi chạy ông ơi, kêu mấy nhỏ ra chạy. Thì vừa nói xong thì nó làm ầm, thì đi hết trơn một dãy ầm, tôi mới la làng lên. Tôi nói chết rồi, sập nhà rồi, thì mới đâm đầu nảnh ai nó mở cửa chạy. Hiện nay những khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao đều được ngành chức năng cấm biển cảnh báo để người dân biết. Đồng thời những điểm xung yếu như đầu các cống ngăn mặn, khu dân cư ven sông cũng được gia cố lại. Chính quyền địa phương cũng đã có biện pháp di dời kịp thời cho bà con. Tuy vậy, nhiều hộ trong vùng sạt lở vẫn âu lo, trăn trở không chịu di dời. Biết sống sao trước sạt lở, giải pháp căn cơ để vừa đảm bảo an toàn, vừa tạo sinh kế cho người dân khi di dời họ đến nơi khác. Đây không chỉ là nỗi lo của bà con tỉnh Bạc Liêu, mà là nỗi niềm chung của người dân